Stan Lee, huyền thoại truyện tranh, cha đẻ vũ trụ siêu anh hùng Marvel. Với nhiều người, vũ trụ siêu anh hùng Marvel với những Iron Man, Captain America, Thor, Spider-Man hay Hulk luôn có một sức hút khó tả. Thế nhưng không phải ai cũng biết Stan Lee, người đàn ông đã xây dựng nên vũ trụ này. Cuộc đời sáng tác của Stan Lee luôn gắn liền với cái tên Marvel Comics. Không chỉ là một tác giả ăn khách của hãng, ông còn có công lớn trong việc đưa Marvel Comics từ một công ty nhỏ trở thành một tập đoàn truyền thông đa phương tiện khổng lồ. Với nhiều người, Stan Lee không chỉ là công thần của Marvel, ông còn là người hùng của nền văn hóa phương Tây. Xuất hiện lần đầu với Captain America. Stan Lee, tên thật là Stanley Martin Lieber, sinh ra tại thành phố New York, Hoa Kỳ vào 28 tháng 12 năm 1922 trong một gia đình gốc Do Thái nhập cư từ Romania. Bố ông là thợ may, công việc không được ổn định lắm sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nên gia đình phải chuyển lên sống tại khu Washington Avenue, Washington Heights, Manhattan. Khi còn là một đứa trẻ, Lieber đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi phim ảnh và sách truyện, đặc biệt là thần tượng diễn viên Errol Flynn. Với những vai diễn anh hùng, ông cũng rất thích viết và có ước mơ một ngày nào đó bản thân có thể viết ra những tác phẩm tuyệt vời. Lúc theo học tại trường trung học Dewitt Clinton, Lieber đã làm thêm đủ thứ việc để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, từ giao bánh sandwich, làm việc cho nhà máy may, đến chỉ chỗ ngồi cho khách tại nhà hát kịch. Sau khi tốt nghiệp với sự giúp đỡ của người chú, Lieber được nhận làm phụ tá tại tờ Timely Comics, một chi nhánh trong công ty Atlas Comics của Martin Goodman. Năm 1960, Atlas Comics trở thành Marvel Comics. Lieber chính thức được nhận vào tờ Timely. Tuy nhiên, công việc của ông lúc đầu khá nhàm chán. Hồi đó, các họa sĩ trước khi vẽ phải bơm mực. Tôi có nhiệm vụ giữ cho lạ mực không bị cạn. Tôi còn phải đi lấy đồ ăn cho mọi người, đóng dấu biên tập, tẩy những nét bút chì trên truyện tranh giúp cho họ. Đi theo khát vọng thời thơ ấu là được trở thành một nhà văn, Lieber đã sáng tác nên tác phẩm truyện tranh đầu tiên trong sự nghiệp Captain America, cuộc trả thù những kẻ phản bội trong ấn phẩm truyện Captain America Comics thứ 3, tháng 5 năm 1941. Trong tập truyện này, chiếc khiên của Captain America lần đầu tiên được xuất hiện và dần dần trở thành biểu tượng của siêu anh hùng này. Cũng từ đây Lieber sử dụng bút danh là Stan Lee. Stan Lee cũng thoát ra khỏi việc là chân sai vặt để trở thành một họa sĩ truyện tranh thực thụ với truyện Headline Hunter, Foreign Correspondent, siêu anh hùng đầu tiên mà ông sáng tạo ra là Destroyer trong Mystic Comics 6 tháng 8 năm 1941, sau đó là hai nhân vật Jack Frost trong USA Comics 1 tháng 8 1941 và Father Time trong Captain America Comics 6 tháng 8 năm 1941. Về sau, khi những người cũ rời công ty, ông chủ Goodman đã đưa Stan Lee lên làm chủ bút tạm thời. Lee đã rất cố gắng để giữ được vị trí chủ bút chính thức, đồng thời kiêm luôn chức vụ phụ trách về mỹ thuật. Đến giữa những năm 1950, ông viết rất nhiều truyện đủ các thể loại như hành động, lãng mạn, khoa học viễn tưởng, kinh dị. Thế nhưng chính vì viết quá nhiều thể loại tạp nham mà tới cuối thập kỷ, Lee cảm thấy mất dần cảm hứng sáng tác và có ý định từ bỏ sự nghiệp. Tạo ra cuộc cách mạng Marvel. Trong những năm cuối của thập kỷ 50, biên tập của DC Comics là Julius Walsh đã làm hồi sinh hình tượng những siêu anh hùng và đạt được những thành công lớn. Để đáp trả, Martin Goodman đã yêu cầu Stan Lee tạo ra một nhóm siêu anh hùng mới. Vợ Lee khuyên rằng ông nên thử sáng tạo theo cách mà ông muốn, vì lúc này Lee đang muốn từ bỏ sự nghiệp và không có gì để mất cả. Lee đã làm theo lời khuyên đó của vợ. Trước đó, những siêu anh hùng trong truyện tranh đều là những nhân vật hoàn hảo không có khuyết điểm. Lee đã hình thành một hệ thống những nhân vật siêu anh hùng phức tạp như con người. Họ đôi khi xấu tính hay u sầu, tự cao tự đại. Họ phải vật lộn với chính bản thân mình, lo lắng cho những hóa đơn hàng tháng, gây ấn tượng với các cô bạn gái, thấy chán nản hoặc thậm chí ốm đau do bệnh tật. Nhóm siêu anh hùng đầu tiên mà đội ngũ của Lee và họa sĩ Jack Kirby tạo ra là Fantastic Four. Sự thành công của nhóm đã khiến cho Lee và các cộng sự tại Marvel giới thiệu hàng loạt những tập truyện mới. Ông cùng Jack Kirby sáng tạo ra nhân vật Thor, Hulk, Iron Man, X-Men, cùng Bill Everett tạo ra Daredevil, cùng với Steve Ditko tạo ra Doctor Strange và đặc biệt là nhân vật thành công nhất trong lịch sử của hãng Marvel, Người Nhện. Tất cả các siêu anh hùng đều sống trong một vũ trụ của riêng Marvel. Lee và họa sĩ Jack Kirby đã tập hợp nhiều nhân vật trong số đó để tạo ra một nhóm mang tên
The Avengers, đồng thời làm sống lại những nhân vật có từ thập kỷ 40 như Captain America, Submariner, Khazar. Vươn đến đỉnh cao với vũ trụ siêu anh hùng. Năm 1972, Lee dừng việc viết truyện hàng tháng để nhận chức chủ bút. Ấn bản The Amazing Spider-Man cuối cùng của ông là số 110 vào tháng 7 năm 1972, còn ấn bản cuối cùng của Fantastic Four là số 125 vào tháng 9 năm 1972. Trong những năm tiếp theo, Lee trở thành đầu tàu và là gương mặt đại diện của Marvel Comics. Ông xuất hiện tại các sự kiện truyện tranh khắp nước Mỹ, phát biểu tại các trường đại học trong các buổi tọa đàm. Lee và John Romita Sr. chính thức cho ra mắt tờ báo truyện tranh về người nhện vào ngày 3 tháng 1 năm 1977. Tác phẩm cuối cùng mà Lee cộng tác cùng với họa sĩ Jack Kirby là The Silver Surfer, The Ultimate Cosmic Experience, được xuất bản vào năm 1978 như là một phần của tuyển tập sách Marvel Fireside Books. Tác phẩm này được nhiều người xem là cuốn tiểu thuyết truyện tranh đầu tiên của Marvel. Sau đó, Lee chuyển đến sống tại California vào năm 1981 để phát triển mảng phim truyền hình và điện ảnh của Marvel. Đỉnh cao danh vọng của Lee là khi hàng loạt những siêu phẩm anh hùng được đưa lên màn ảnh thập niên 2000 với các công nghệ tối tân, khiến bộ phim trở nên hấp dẫn người xem hơn bao giờ hết. Trong đó có X-Men ra mắt năm 2000, Spider-Man năm 2002, Iron Man năm 2008. Thành công hàng loạt của các bộ phim khiến cả thế giới biết đến tên Stan Lee, đem về cho ông nhiều triệu đô tiền bản quyền. Ông cũng được coi là người khai sinh ra những nhân vật siêu anh hùng được cả thế giới biết đến hiện nay. Đồng thời, Lee cũng xuất hiện với vai trò cameo, tức là vai diễn khách mời, trong rất nhiều các bộ phim chuyển thể từ các tác phẩm của Marvel. Theo các nhà phân tích phòng vé, hàng chục bộ phim chuyển thể từ Marvel Comics với gần như tất cả các nhân vật do chính Stan Lee tạo ra đã được sản xuất trong những thập niên đầu thế kỷ 21. Các tác phẩm điện ảnh trên thu về hơn 20 tỷ đô tại các rạp trên toàn thế giới. Phần lớn các nhân vật của MCU đều được làm sau khi gã khổng lồ giải trí Disney mua lại Marvel với giá 4 tỷ đô trong 2009. Năm 2018, hãng này cho ra mắt nhiều bom tấn ăn khách đem lại doanh thu phòng vé khủng, đồng thời càn quét nhiều giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ. Trong số đó phải kể đến siêu phẩm Avengers Infinity War, doanh thu toàn cầu hơn 2 tỷ đô, và Black Panther, doanh thu toàn cầu chạm mốc 1,3 tỷ đô. Với những đóng góp của mình, Lee đã vinh dự nhận được giải thưởng Will Eisner Award vào năm 1994 và Harvey Award vào năm 1995. Ông cũng được trao huân chương nghệ thuật quốc gia National Medal of Arts vào năm 2005. Huyền thoại văn hóa đại chúng phương Tây. Khối tài sản khổng lồ của Lee liên tục được vun đắp cùng với sự nổi tiếng của ông. Thế nhưng đây cũng chính là lý do khiến những ngày cuối đời của Lee diễn ra vô cùng hỗn loạn. Vài tháng sau khi người vợ gắn bó gần 70 năm qua đời, những con kênh kênh đã xuất hiện khi Lee đang chiến đấu với bệnh viêm phổi và xâu xé tài sản của ông. Tuy nhiên, sau tất cả, ông vẫn giữ thái độ lạc quan và không một lời oán trách. Với nhiều người, Stan Lee là huyền thoại trong văn hóa đại chúng phương Tây. New York Times nhận định, hãy nghĩ đến Spider-Man, thương hiệu bom tấn điện ảnh và kịch Broadway. Hãy nghĩ đến Iron Man, mỏ vàng của Hollywood với ngôi sao Robert Downey Jr. Hãy nghĩ đến Black Panther, siêu anh hùng phòng vé đã phá vỡ các rào cản sắc tộc. Chưa kể đến Hulk, X-Men, Thor và những tác phẩm điện ảnh truyền hình đình đám đã kích thích sự tưởng tượng của công chúng và mang lại của cải cho nhiều người. Tất cả sản phẩm giải trí đó bắt nguồn từ Stan Lee. Với óc sáng tạo của Stan Lee, hãng Marvel tạo nên cuộc cách mạng trong truyện tranh Mỹ thập niên 1960. Trong cuốn American Theology, Superhero Comics and Cinema, The Marvel of Stan Lee and the Revolution of a Genre, tác giả A.R. Mills nhận định tác phẩm của Marvel giai đoạn này có đột phá khi phản ánh bản chất phức tạp của cuộc sống. Ở đó, các nhân vật siêu anh hùng do Stan Lee tạo ra gần gũi, tự nhiên hơn và có nhiều lỗi lầm, khác với hình mẫu hoàn hảo của các siêu anh hùng trước đó. Sức hút của Marvel còn đến từ hệ thống năng lực và xuất thân đa dạng của nhân vật. Stan Lee và các cộng sự lấy ý tưởng từ thần thoại, văn hóa đại chúng và khoa học để tạo ra một thế giới với hàng loạt siêu nhân. Nhân vật Thor được dựa trên vị thần của thần thoại Bắc Âu, biết bay và điều khiển sét. Ant-Man thì có khả năng thu nhỏ, Doctor Strange học phép thuật ở phương Đông, Iron Man thì sử dụng những bộ giáp tối tân, Hulk siêu khỏe nhưng đôi khi không kiểm soát được bản thân mình. Cũng như các loại hình nghệ thuật khác, truyện tranh phản ánh những đổi thay của xã hội. Sự tiến bộ khoa học ở Mỹ sau Thế chiến thứ hai truyền cảm hứng cho Stan Lee trong sáng tác. Peter Parker,
bị một con nhện nhiễm phóng xạ cắn. Iron Man xuất thân tỷ phú ngành vũ khí, Hulk bị nhiễm tia gamma. Còn nhóm Fantastic Four chuyên nghiên cứu các công nghệ tiên phong. Kẻ ác dùng khoa học để phá hoại trật tự xã hội, còn người hùng đối phó chúng cũng bằng khoa học. Các vấn đề xã hội cũng được đăng cài trong sáng tác của Stan Lee. Stan Lee và Kim Dung được xem là hai tượng đài của phương Đông và phương Tây. Họ cùng tạo ra một thế giới của những người có năng lực phi thường với những câu chuyện đậm chất phiêu lưu và có tính xã hội. Tuy nhiên, nếu Kim Dung thiên về viết lách thì Stan Lee sau này chủ yếu làm công việc quản lý và lãnh đạo. Ông cũng không sáng tạo một mình mà được hỗ trợ của nhiều họa sĩ ở cả phần minh họa và ý tưởng. Các nhân vật của Lee tạo ra được người khác viết tiếp trong nhiều thập niên sau khi ông dừng bút. Stan Lee qua đời ngày 12 tháng 11, 2018. Các báo lớn phương Tây đã giành vị trí trang trọng trên trang chủ cho người kiến tạo đế chế Marvel. Guardian, Variety, New York Times gọi ông là huyền thoại hoặc là siêu anh hùng đời thực. Marvel và hãng Disney sau đó cũng đã đăng tải bài viết tưởng nhớ nhân vật kỳ cựu của vũ trụ điện ảnh MCU. Tạm biệt cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Stan Lee, xin gửi đến ông lòng biết ơn bất diệt của chúng tôi cho những thành tựu không thể sánh được của ông. Mỗi lần bạn mở một trang truyện tranh của Marvel, Stan Lee sẽ luôn ở đó. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.